những ngày đầu, những ngày đầu năm mới xin chào các bạn nhé. Lại tiếp tục lễ hội Nam Xuân Cờ Long Nô các bạn ạ. 8:30 buổi sáng. Chắc hôm nay nếu mà ai đến muộn thì chắc chắn là sẽ ách tắc là có các bạn ạ. Bởi vì hội này là diễn ra tổ chức quá lớn. Thế nên là bây giờ mình đang ở ngõ đầu chợ các bạn nhá. Nhưng mà thấy là chắc có lẽ là ai mà đến muộn đấy, khả năng là không vào chợ hơi khó đấy. Mình báo trước như vậy. Rồi, lâu lâu được tổ chức cái lễ hội lớn như thế này ấy, thì có cả sân khấu và tròn màn hình luôn, đầy đủ hết. Những đầu năm mới xin chào tất cả các bạn. Luôn chúc các bạn luôn luôn có một năm nhiều thành công may mắn trong cuộc sống. Mình dân tộc Tây Nguyên luôn luôn chúc mừng các bạn luôn luôn có ngày niềm vui, ngày mới tốt lành. Những ngày tập đầu tiên, phần đầu tiên của lễ hội đây. Là khu lễ hội này thì là lễ hội người Nùng các bạn ạ. Lễ hội người Nùng, cho nên là Nùng rất là nhiều. Lễ hội Tày thì có Nùng, lễ hội Mông cũng có Nùng, có Tày, nhưng mà mỗi cái lễ hội là có một cái văn hóa riêng. Chẳng hạn như bây giờ là tiết mục, những cái tiết mục hay là những cái lễ hội mà diễn ra là người Tày tổ chức thì nó là trang phục người Tày nhiều. Còn lễ hội Nùng tổ chức thì trang phục người Nùng nó nhiều. Cho nên là cái đó thì mình review từ trước giờ cho các bạn biết rồi nhá. Là nó như thế. Đây, toàn cảnh ở dưới này là có những trò chơi dân gian rất là lạ mắt năm nay á. Người ban tổ chức hay là những người dân sáng tạo ra những cái trò chơi dân gian vui chơi, giải trí. Cũng có cái giải thưởng gọi là đầu năm mới mà, để mọi người có một cái nụ cười, một cái cổ vũ đông để mà để giao lưu những năm những đầu năm. Bây giờ mình đến cổng rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem là cái cổng lễ hội như thế nào nha. Các bạn gần xa thì hãy các bạn ở gần đây thì hãy đến đây một lần, các bạn ở xa thì không chưa đến được thì các bạn đến xem cái video clip của mình. Đây, cái cổng chào năm nay làm rất là lớn nha các bạn. Từ trước đến giờ là lễ hội này là cái từ trước cũng tổ chức rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chắc lần này lễ hội này diễn ra là lớn nhất các bạn nhé. Lễ hội tổng xã Nam Xuân cũng toàn người dân phía Bắc vào đến đây, người Tày người Nùng vào đến đây thôi các bạn ạ. Nhưng mà vào đây bây giờ mình cũng mang được cái nét văn hóa của mình ngoài quê vào đến đây. Thì mình đấy, bây giờ mình vẫn quay lại, mình vẫn tổ chức được cái lễ hội cho người dân và mọi người đến đây tham dự chung để dịp đầu năm nữa là được giao lưu bạn bè, được đi chơi ngày hội nha, để giao lưu sau một năm làm ăn kinh tế cuộc sống thì vẫn có người không được may mắn. Có người thì rất là giàu có, mình không phải được mỗi người một cái hoàn cảnh, mỗi người một cái cuộc sống riêng. Thì thôi thì năm mới thì mình luôn luôn gửi lời chúc chân thành tốt đẹp nhất đến tất cả các bạn, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống năm mới nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào cái sân khấu biểu diễn. Ở đây trong này rất là nhiều thiếu nữ xinh đẹp của người Nùng, người Tày và các dân tộc khác. Các bạn thấy không? Các bạn thấy ở trước mặt không ạ? Là những khán giả là sẽ nhảy những cái tiết mục mà gọi là đặc sắc nhất cho mọi người xem. Đấy nha, bây giờ mình vào nha. Các bạn nhá. Các
các bạn, đây là cái toàn cảnh của cái sân khấu các bạn nhé. Nhiều người đến quá, thở nhiều quá, nói to quá, màn hình đã bị cháy rồi các bạn ạ. Do chị ấy hát cũng hay quá nữa nên là khán giả vỗ tay nhiều quá cháy màn hình rồi. Nhìn trên nhà, đây là chủ nhà Nam Xuân đấy các bạn nhé, toàn những người xinh đẹp nhá. Xin chào các bạn nhé. Rồi là hội cái đội múa lân là múa mạnh quá, nhảy lên trên này là cháy hết màn hình, cháy hết bóng điện rồi các bạn ạ. Bây giờ khán giả đang ngồi chơi sơi nước vậy mà chắc có nước để sơi. Mình review một tí cho nó thì mình sẽ bay toàn cảnh vào cái trong này để xem toàn cảnh cái hội nha các bạn nhá. Bây giờ mình đang bận quay ở dưới chuyên cơ mặt đất và trên trời luôn, cho tất cả mọi người xem toàn cảnh cái lễ hội Nam Xuân lớn nhất từ trước đến nay. Mấy năm trước cũng tổ chức rồi nhưng mà chưa được quy mô lắm, nhưng mà năm nay Nam Xuân nó giàu hơn rồi cho nên là nhiều hãng tài trợ rất là nhiều. Tí dân tộc Tây Nguyên cũng tài trợ cho một tí gọi là có như mấy hội khác đi. Có mà. Gọi là có đi. Đây, khán giả bây giờ thì trao đổi tâm sự chơi với nhau thôi, nước cũng chả có mà chơi. Có ra ngoài kiếm ký nước uống thì vào đây, quay lại vào đây để ngồi yên một chỗ thì không phải đơn giản luôn các bạn. Vì là dân kéo đến khắp mọi nơi, 5-7 tỉnh Tây Nguyên này đến rất là đông mà. Kể cả miền Bắc cũng vào đây rất là đông các bạn ạ. Bởi vì lễ hội này nó diễn ra rất là lớn mà. Các bạn thấy không ạ? Cuộc sống thì cần như vậy thôi đúng không các bạn? Là vui rồi đúng không? Mình chắc chắn hôm nay sẽ có khoảng tầm 30 dân tộc ở đây mà có. Mà chắc chắn, nhưng mà chủ nhà người ta vẫn là đặc sắc nhất vì người ta tổ chức hội mà các bạn. Chắc chắn là tài nùng không thể thiếu ở đây rồi hôm nay á. Nhưng mà cái cánh đồng rất là rộng lớn, nhưng mà mọi khách phương xa ộc đến đây, vừa khách du lịch, vừa khách đến chơi hội, vừa khách cả giao lưu văn nghệ, các thứ đầy đủ. Còn ngoài ra những gian hàng kinh doanh ẩm thực, rồi là những cái món ăn đặc sản của các dân tộc Tày Nùng và các dân tộc khác ở Tây Nguyên này cũng đem đến đây cho mọi người thưởng thức một cái năm mới, một đầu năm mới. Mình luôn chúc các bạn luôn có một nhiều năm nhiều thành công may mắn nhá. Bây giờ trước khi điện đóm tắt màn hình thì đội múa lân chắc chuẩn bị khởi động tiếp hay sao á. Mời các bạn quý vị các bạn theo dõi tiếp theo nha. Mặc dù bây giờ hơn 8 giờ sáng các bạn ạ, nhưng càng lúc là cái toàn cảnh của cái lễ hội thì càng đông rồi. Chắc có lẽ mình đang quay trực tiếp cho mọi người xem thế này thì các bạn cũng biết rồi đúng không ạ? Đội quân là đội quân vũ sư tử tướng Lâm Thục Nùng các bạn nhá. Hôm nay dự kiến nó khoảng còn tầm 3 đến 4 con trở lên của vũ sư tử các bạn ạ. Một cái đội đánh trống kèn cồng chiêng vũ sư tử rất là điệu, rất là hay các bạn nhá. Các bạn kính mời các bạn là đón xem đón xem nhá. Đây, bây giờ là có rồi đây. Cho mình xin cái không gian để mình quay phim. Đây, cho em xin cái không gian để quay phim. Anh leo lên cao được hả em? Không thích, phải vào trong mới được. Quay mới được giờ mọi người mới xem được. Đâu phải ai cũng nhìn lên đây để xem đâu. Ai mấy ông đi là mấy ông đi diễn đây. Mấy ông diễn rồi nãy á, nhưng mà là đi lại rồi chứ không có diễn nữa. Tí nữa mới diễn nhá. Xin lỗi các bạn, chờ xíu đi. Các bạn theo ban tổ chức thì do cúp điện đấy, trục trặc về kỹ thuật sân khấu một tí, nhưng cho nên là cái bộ biểu diễn sẽ tạm hoãn một xíu nữa, gián đoạn một tí nữa nhá. Mời các bạn chờ xíu, mong các bạn thông cảm nhá.
hơn cả một sân vận động bóng đá để cổ vũ các bạn nhá. Cái đó là có thật nhá. Hôm nay khác lạ với những hội khác các bạn ạ. Đây là trong kia không gian nó bị chặt về điện đóm, nên là bây giờ bộ đội quân dân sẽ đến đây vào đây để hiểu việc tiến về đây. Và các bạn xem tiếp nha.
thích tiết mục múa lân chào khán giả vừa mới kết thúc các bạn ạ. Các bạn thấy không phải nói tự hào nhưng mà dân tộc Nùng đặc sắc không các bạn? Nếu mà dân tộc Nùng mà mở lễ hội thì chắc chắn phải đặc sắc hơn phải không? Những cô gái chủ nhà Nam Xuân đấy các bạn thấy không? Rất là đặc sắc đúng không ạ? Còn đây là không gian của thôn Sơn Hà, là không gian của đội múa lân Sơn Hà nhé các bạn nhé. Chủ nhà của lễ hội lần này. Đúng rồi nhỉ. Không gian của vua đội múa lân Sơn Hà là lễ hội chủ nhà lễ hội lần này. Đây toàn những cái anh nhanh nhẹn văn võ song toàn, là cái là có thật nhé các bạn nhé. Nhưng mà không phải văn võ song toàn để mà đánh nhau, bao lấy không gian để mà làm múa lân và bảo vệ tất cả mọi thứ. Đấy, và nếu mà có đội múa lân thì chắc chắn là phải có những cái bài võ, cái bài biểu diễn của đoàn múa thì cho cái lễ hội và cái những cái tiết mục nó mới đặc sắc hơn được. Đây còn đây là không gian của đội múa lân gì đây? Thôn Thanh Sơn, Văn Nghệ Thanh Sơn có hai đội múa lân đang ở gần nhau. Sau một lúc biểu diễn thì về trục trặc về kỹ thuật điện đóm, bây giờ là các anh em là nghỉ ngơi một xíu, chờ điện xong là ta lại biểu diễn tiếp theo. Hôm nay có rất nhiều những gian hàng ẩm thực, các bạn đến đây thì được thưởng thức những đồ tươi ngon nấu tại chỗ cho một người thưởng thức. Đã đến lễ hội thì không thể thiếu những cái món ăn đặc sản được đúng không ạ? Chẳng hạn như là món này thì món gì đây? Món này là món gì đây? Hơi vàng vàng nhưng mà thôi, chắc là mình ở xa mình nói thôi. Các bạn cũng biết rồi đúng không ạ? Ngoài ra là những cái món thường ngày mình hay nói cho mọi người biết như trâu tươi. Người Nùng thì không có thắng cố các bạn nhé. Những món nào có thì mình nói cho mọi người biết là cái lễ hội nó diễn ra là như vậy. Người Nùng là không có món thắng cố, nhưng mà nếu mà các bạn đến đây các bạn tìm ăn thì cũng có, chứ không phải không có đâu, vẫn có. Đấy, đây là những người lại tiếp tục những người thiếu nữ dân tộc Nùng trang phục xinh đẹp chủ nhà của lễ hội lần này. Xin chào chủ nhà nhá. Vì lễ hội diễn ra cái cánh đồng rộng quá cho nên là mình chưa review được hết các bạn. Còn đây cũng là các chị dân tộc Nùng, nhưng mà Nùng này mặc áo khác. Chào các chị nhá. Nùng là có ở trong Tây Nguyên này có hai loại Nùng. Nùng mặc áo chàm này khác, Nhục mặc áo kia khác. Vâng, năm mới chúc các chị luôn luôn nhiều may mắn nhá. Đến trưa bắt đầu là nếu mà thời tiết không nắng nhiều thì là chắc chắn sẽ giao duyên và hát xì ở ngoài trời, sẽ không như mấy lễ hội khác. Nhưng vì mấy người qua thì mấy lễ hội cũng bị do là trời nắng quá. Tây Nguyên thì người ta thường nói nắng và gió mà, cho nên là các bạn thông cảm ở cái vấn đề về như hôm qua, lễ hội vừa qua nắng quá, nhiều lúc đến 10 giờ là không chịu nổi nữa, là cũng phải chấp nhận nghỉ đến chiều ta biểu diễn, ta đi hội tiếp. Mình cũng hỏi mấy người rồi, cũng có người anh em Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông thì chắc chắn là dĩ nhiên phải có rồi, ở gần nhau mà. Còn ngoài ra là như Lâm Đồng này, Đồng Nai này, Bình Phước này, ai mà có cái lực Nùng hay là Tày thì đến đây dự cái lễ hội này rất là đông. Anh em gần xa thì biết rồi, anh em ở gần đây thì có thể là hàng năm mình cũng hay đăng lên mọi người biết. Là anh em hãy xem kênh fanpage dân tộc Tây Nguyên và YouTube dân tộc Tây Nguyên, mình có những cái video đăng lên là sắp đi cái lễ hội này, lễ hội kia, thì các bạn hãy theo dõi ủng hộ mình và cho mình một cái like, đăng ký kênh miễn phí để mọi người cùng xem, để hàng năm có cái lễ hội ở đâu thì mình sẽ thông báo cho tất cả mọi người đến tham dự chung vui cùng những cái buổi lễ hội văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên như các vùng khác. Chỉ một lúc nữa thôi mình sẽ bay lên
ở trên này để xem toàn cảnh lễ hội nhé. Tản ra là người thì ăn uống, người thì trò chơi dân gian, người thì làm cái thứ mọi thứ, các bạn nói chung là đi hội cũng vui. Rồi sau một năm làm việc mệt mỏi thì giờ có được cái hội thì mình đi giao lưu với bạn bè, món thưởng thức những món ăn ẩm thực độc lạ của dân tộc, các dân tộc. Còn trước mặt kia là cái âm thanh cồng chiêng. Âm thanh cồng chiêng gọi là người ta thường nói là lễ hội cồng chiêng ở Tây Nguyên ấy. Thế rồi cồng chiêng ở Tây Nguyên là có lễ hội dân tộc Nung Tày, dân tộc ED, Bana, Gia Lai và Xê Tăng và dân tộc khác vân vân là có cái tiết mục cồng chiêng. Giờ mình sẽ vào cho mọi người xem là cồng chiêng nó như thế nào nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.